Tôi biết. Bố có con xuống gara phụ bố. Vì tình xưa nghĩa cũ, bố à, con đang bận. Khi nào con xong việc thì ra nhé, được chứ? Không, không, không. Bố. Toby. Mẹ. Toby. Toby, cậu ổn chứ? Chương trình thất lạc sẽ cho cậu một cơ hội để xóa những thứ này khỏi tâm trí. Để suy nghĩ. Cậu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Vâng. Cẩn thận. Có người rơi xuống biển. Được rồi mọi người, nghe này. Hôm nay là một ngày ra khơi tuyệt vời. Mọi người đều làm rất tốt. Cả cậu nữa đấy, Toby. Đúng vậy, Toby. Chúng ta đều có những khoảnh khắc riêng. Đó chính xác là mục tiêu của chuyến đi này. Tôi hy vọng mọi người đã học được một chút về bản thân, cũng như cách làm việc như một nhóm. Đó là thứ mang ta tới với quần đảo bỏ hoang, Pulau Abai, và chặng cuối của khóa học này. Bây giờ mọi người sẽ dựng lều trên mỗi hòn đảo khác nhau. Trong 3 ngày 3 đêm, có hơn 100 hòn đảo hoang xung quanh Malaysia. Vì thế, tôi thực sự không nói nhiều và mong đợi những thứ các bạn có. Các bạn có một túi ngủ, một cái bạt, đèn pin. Các bạn cũng có một quả pháo sáng cho trường hợp khẩn cấp và các bạn phải báo hiệu cho thuyền chạy qua. Hiểu chứ? Chúng em sẽ làm gì trong 3 ngày này đây? Ngồi, suy nghĩ, khám phá, hoàn toàn tùy các bạn. Mục tiêu của việc này chính là nội tâm. Đó là cơ hội để các bạn suy nghĩ về lý do tại sao các bạn ở đây ngay từ đầu. Và kiểu người bạn muốn trở thành trong tương lai. Có thể cậu không nghĩ vậy, nhưng cậu đã là một người khác so với khi tôi gặp 2 tuần trước. Cậu xuống thuyền đầu tiên, vì thế tôi sẽ đón cậu đầu tiên. Hẹn gặp tôi ở đây lúc bình minh, 3 ngày nữa, với đồ đạc đã được thu xếp rồi nhé. Này anh bạn, nhìn quanh đi. Người ta bỏ cả gia tài để tới được nơi như thế này đấy. Đây là khoảng trời riêng của cậu.
Chết tiệt. Được rồi, Robinson Crusoe. Xem ông có gì nào. Này, cậu có biết dấu hiệu rõ ràng rằng Robin Crusoe là gay không? Thật sao? Ờ, phải. Đây gợi ý đó mà. Không đùa đâu. Thực sự là tiến bộ cho thời đại, của sức mạnh và chủ nghĩa đế quốc của xã hội phương Tây. Như là áp bức có hệ thống với văn hóa và tài nguyên của người bản địa à? Chả. Chả trách cậu không làm bạn được với ai. Dù sao dựng lều cũng đẹp đấy chứ. Đạp tay nào. Đây rồi. Ôi, rửa. Không biết chúng có ruột không? Xem nào. Ôi, chết tiệt. Này, 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 không, cút ngay. Khốn kiếp. Vâng, bỏ hoang cái con khỉ. Khốn kiếp. Thời khắc tuyệt vời cho bản năng sinh tồn, Toby. Thiên tài. Nghêu. Khỉ thật. Chúng đâu rồi?
Gì vậy? Xin chào. Khỉ thật. Nó đâu rồi? Bố. Chết tiệt. Này, đợi đã. Không được ở lại đây. Giờ đi ngay. Được rồi.
Này, vậy cô sống ở đây sao? Có thị trấn nào gần đây à? Tôi thật sự nên ăn gì đó. Tôi đang tham gia vào chương trình Thất Lạc. Cô từng nghe chưa? Nó giống như là chương trình dành cho những đứa trẻ quậy phá, tôi đoán thế. Dạy bạn cách liên lạc chính xác, đôi điều về phát triển bản thân và rồi vứt bạn lên một hòn đảo và bạn phải sinh tồn với thiên nhiên. Có mục đích hả? Có. Tôi nghĩ khá là ngu ngốc. Nó thực sự rất ngon. Này, ai xây cái đập này vậy? Đẹp thật. Những người giáo sĩ. Này, cô đi đâu vậy? Về nhà. Ồ, được rồi. Tôi có nên về lại lều không? Hay là... Không, nguy hiểm lắm. Chờ đã, xin lỗi. Cái gì nguy hiểm cơ? Này, được rồi. Chỗ này cách biển bao xa vậy? Ít ra cho tôi biết tên cô có được không? Này, khỉ thật. Hãy ở gần lửa. Rắn không thích lửa. Tên tôi là Madeline. Được rồi. Hãy ở gần lửa. Hãy ở gần lửa. Khốn kiếp. Madeline.
Là trứng hả? Trứng gà? Vui đấy. Trông tệ quá. Chỉ là... tôi nghĩ không sao đâu. Ăn đã. Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Được chứ? Được. Này, có thứ gì... kiểu... động vật có sừng... như kiểu mấy con dê lớn trên đảo này không? Tại sao hỏi thế? Anh thấy rồi à? Tôi không biết tôi thấy gì nữa. Vậy cô ở đây bao lâu rồi? Từ khi tôi còn nhỏ. Sao? Vậy còn người khác ở đây à? Vài người. Bạn bè. Mẹ tôi. Bố tôi. Họ còn ở đây chứ? Chỉ còn mẹ tôi thôi. Bố tôi mất lâu rồi. Tôi rất tiếc. Bố tôi cũng đã mất. Tôi rất tiếc. Không sao đâu. Đây sao? Phải. Được rồi. Chúng là gì vậy? Chúng đặc biệt. Đừng ăn chúng khi mà chưa muốn đi ngủ. Tác dụng của chúng là gì? Đây. Khoan. Trời ơi, chúng gây tê. Này, khoan đã. Tuyệt. Này, chúng ta đang đi đâu vậy? Kết nối vô hạn của máy tính. Máy tính? Nó là thứ dùng để... mà thôi. Này, tôi phải nói với cô về ngày mai. Trời tối rồi. Cái gì đây? Hãy giữ nó bên mình, được chứ? Tại sao? Có phải thứ có sừng kia từ đây ra không? Của mẹ tôi đấy. Được rồi. Bà sẽ giết anh nếu tìm thấy anh. Ngủ ngon nhé, Toby. Sao cơ? Tôi phải đi. Cô đang nói gì vậy? Anh không bao giờ được đi qua đây. Hiểu chứ? Anh sẽ chết nếu làm thế. Này, cô đang nói cái gì vậy? Ngày mai tôi sẽ gặp anh. Không không, ngày mai tôi phải đi. Kay sẽ tới đón tôi vào ngày mai. Gì cơ? Anh sẽ rời đi mà không hề nói gì với tôi à? Không, đó là điều tôi đang định nói. Này, đừng quay lại đó nếu ở đó không an toàn. Để anh muốn đi thì cứ đi đi. Madeline, đừng đi, tôi. Madeline.
Toby. Xin chào. Xin chào. Toby. Là Kai đây. Cậu ổn chứ? Tôi nghe tiếng la hét từ ngoài thuyền. Nghe với Chúa, nếu cậu đang đùa với tôi. Khốn kiếp. Ai đấy? Toby. 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 Đừng có đùa nữa. Cậu đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đón những người khác. Tôi không có thời gian cho việc này đâu. Toby, hồn kiếp, có phải cậu đấy không? Ôi, chết rồi. Chết thật. Đáng lẽ phải ở đây rồi chứ.
Trời ơi, cay. Chết tiệt. Không, không, không. Hồi nào.
Chết tiệt. Phải rồi. Phải rồi. Tình huống khẩn cấp, đây là The Circle, con nghe thấy không? Khẩn cấp, đây là The Circle, con nghe thấy không? Ai đấy? Ai đấy? Vâng vâng, tôi nghe. Nghe này, chiếc thuyền đã chìm. Tên tôi là Toby Bones. Tôi tham gia chương trình thất lạc. Tôi đang mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Làm ơn, có người đã chết. Tôi đang ở quần đảo Pulau Aibai. Làm ơn, có nghe thấy không? Xin chào. Con lại đến cửa mở rồi. HD Việt Nam sử dụng audio này. Tới chỗ thức ăn. Vâng, con biết. Mẹ nói cả trăm lần rồi. Và con vẫn không nghe. Mẹ có bao giờ nghe con nói đâu. Không phải thế, Madeleine. Mẹ sẽ không nói về chuyện này nữa. Con chưa sẵn sàng để ra ngoài đó. Hãy đi lấy ít nước trước giờ ăn tối. Từ giờ hãy ở xung quanh nhà thôi. Tại sao? Bởi vì con chưa đáng tin. Rõ chưa? Madeleine, nếu con thấy ai, con phải báo cho mẹ ngay. Rõ chưa? Trả lời đi, Madeleine. Vâng, con xin lỗi. Anh nên trở về bờ biển ngay. Anh không thể ở đây, được chứ? Madeleine, đi về phía đông tới bãi đá. Tôi sẽ gặp anh ở đó. Đi đi, Madeleine. Vâng, đi lấy nước cho mẹ. Và mang về ít củi nữa. Vâng, này. Con đã 16 tuổi. Con phải tin mẹ. Mẹ là mẹ của con.
Tôi mừng là anh không sao. Anh vừa đi là mẹ tôi biến mất nên tôi rất lo cho anh. Tôi tưởng anh giờ đi rồi chứ. Madeline, người đáng lẽ phải tới đón tôi. Cô ấy chết rồi. Tôi tìm thấy chiếc thuyền của chị ấy bị lật và thấy xác chị ấy. Và tôi thấy mẹ cô. Bà ấy bơi ra từ chiếc thuyền. Tôi nghĩ bà ta đã giết Kay. Tôi nghĩ bà ta đã giết Kay. Madeline, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ nhớ tới vài thứ. Như là chúng tôi từng xây và bắt cá và đuổi bắt trong rừng. Chúng tôi đã từng rất vui. Giờ có chuyện xảy ra. Tôi chỉ nhớ khóc một mình trong gốc. Mẹ tôi người đầy máu và bảo tôi đừng nhìn. Và giờ tôi chỉ thấy những thứ đó vào mỗi đêm. Những thứ khủng khiếp mỗi đêm. Như là có quái vật nào đó bên cạnh tôi. Tôi nghĩ bà ấy đã giết họ. Bà ta không an toàn đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi đâu? Bà ấy sẽ tìm ra chúng ta bất cứ nơi nào trên hòn đảo này. Tôi thấy đài của Kay trong lều. Tôi chắc chắn rằng sẽ có thuyền tới tìm tôi và những người khác. Tôi có thể gửi tín hiệu. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi với tôi. Cảm ơn. Được. Tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai. Đừng rời đi mà không có tôi. Tôi sẽ không làm thế. Cẩn thận nhé. Chết tiệt. Chết tiệt. Đây. Không. Đây. 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 Bên này.
Còn muốn đổ không? Được rồi, nhóc. Của con hết đấy. Chìa khóa vuông. Răng rụng. Xăng. Chết tiệt. Hổn kiếp. Ôi trời, này. Camera. Là cậu, Toby, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi không thấy cay đâu. Tôi thấy có một cái xuồng, nên là... Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi chúa, lại đây, nhìn tôi này, này, này. Nhìn tôi này, không sao đâu. Ngọn hải đăng kia cả trăm năm tuổi rồi. Ngay cả khi khiến nó hoạt động. Tôi nghĩ cũng chả có thuyền nào tới. Ý tôi là sao họ phải tới? Tôi nghĩ nên quay về đảo của tôi. Nó chắc chắn không có gì. Tôi sẽ không bỏ quấy lại. Cậu nghiêm túc đấy hả? Anh bạn, chúng ta đang ở cùng những sát nhân điên rồ đấy. Cậu còn không biết chúng có một mình không? Tôi đã tới cả hai phía hòn đảo. Đúng vậy mà. Sao là cậu chưa từng xem giải thoát? Chứ ta không thuộc về ngoài này. Cô ấy mắc kẹt ở đây. Giống như chúng ta. Tôi phải giúp cô ấy. Rồi, vậy thì... Đầu tiên, chúng ta sẽ vượt qua con kênh và rồi quay lại cứu cô ấy khi chúng ta đã được cứu. Cậu mới ở đây được có 6 ngày và cậu nghĩ cậu là Rambo à? Cậu định đi đâu vậy? Nhà quấy. Anh bạn, nghêu ăn mất não cậu rồi. Đây là khóa học sinh tồn. Nhớ chứ? Sinh tồn. Hãy rời khỏi đây khi còn có thể. Cậu định để con điên nào đó tra tấn cậu hả? Này! Tôi xin lỗi. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy trên đảo. Tôi phải cứu cô ấy. Madeline. Này. Là tôi đây. Buông ra. Buông nó ra. Bà. Bà đã làm gì cô ấy? Ta cũng đang định hỏi cậu điều tương tự đấy. Nghe này, tôi không biết cô ấy ở đâu, được chứ? Làm mà để tôi đi, được chứ? Cậu phải nghe tôi nói. Madeline đã gặp rắc rối, nó không nên... Này, chết tiệt!
Cậu không biết. Cậu đang làm gì đâu? Tôi biết đủ rồi. Tôi biết bà đã giết Cay. Chắc hẳn bà cũng đã giết chồng bà. Không, bà giam cầm con gái mình trên hòn đảo và nhồi nhét cho cô những thứ mình đã quyền bởi TV2. Tôi chỉ đang cố giữ mọi người tránh xa. Tôi không giết họ. Vậy ai giết Cay? Hả? Ai đã giết cô ấy? Là nó giết. Là nó giết hết đấy. Không. Không, bà điên rồi. Ông ấy đã cố cảnh báo chúng ta. Có thứ gì đó luôn ở đây, được xoa dịu bởi vật tế. Bọn tôi đã không hiểu. Tôi đang muốn là một vật chủ phù hợp. Đó chỉ là một cô bé. Con bé không buông tha cho bất kỳ ai. Trừ tôi ra. Hãy lấy những thứ này để kiềm chế nó. Và nó không thích ánh sáng. Cậu không được để con bé rời khỏi hòn đảo. Toby. 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 Toby, có phải cậu đấy không? Who is it? Ai đấy? Toby, thôi nào anh bạn.
Anh đã làm gì? Tôi... Madeline, tôi... Tôi làm thế vì chúng ta. Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống cùng nhau rồi. Sao vậy? Không có gì. Được rồi nhóc, của con hết đấy. Gạt cần đi.
Mattely.
Này! Tên thuyền là gì? Có ai khác trên đảo không? Thư giãn đi, cô an toàn rồi. Bộ phim Đảo Săn Mồi do TV2.org thực hiện hết mình.